chương 861, ngươi không phải đã có thê nữ rồi sao? Tề lân sau khi nói xong, hắn trực tiếp đi lên ôm tề tuyết giao, tề tuyết giao giả bộ dãy dụ nói ra, ngươi còn không có tắm chứ, trên người cũng là bẩn, nhanh chóng cho ta đi tắm. Tề lân buông ra tề tuyết giao cũng nói ra, được rồi, lão bà đại nhân. Sau khi tắm xong, hai người liền thân mật đợi với nhau. Giữa trưa ngày thứ hai, tề lân rời giường liền thấy tề tuyết giao đang nấu cơm, hắn lười biến duỗi người phía sau, đi lên ôm lấy tề tuyết giao hỏi tại sao lại là ngươi đang nấu cơm. Tề tuyết giao đối với tề lân trả lời nói ra, ngươi ăn cơm trưa xong muốn đi, ta cuối cùng được sẽ cho ngươi thanh tú một tay chứ. Tề lân cười cười, dùng đầu cọ một cái tề tuyết giao, hai người cùng nhau ân ân ái ái lại ăn một bữa sau khi ăn xong. Tề lân ly khai số 6 biệt thự. Cùng thê tử nhóm sống lâu, hắn ngẫu nhiên cũng muốn chính mình ở một mình. Vì vậy ngày hôm nay hắn nơi nào đều không đi, chỉ là một cái người lái xe lung tung không có mục đích chạy. Ngày hôm qua đi bãi cát, ngày hôm nay hắn liền không muốn đi bờ cát, thành thị cấp một chơi địa phương đại bộ phận đều là một ít ngu nhạc tính đồ vật đoạn thời gian gần nhất này tề lân vẫn luôn đang ngắm phong cảnh nơi đây trừ phong cảnh ra tối đa chơi địa phương chính là bàn du tiệm lần trước chơi một lần kịch bản vết, tề lân cảm thấy cũng không tệ lắm vì vậy lần này hắn lại chọn một cái cho điểm cao chủ quán đến rồi trong điếm phía sau tề lân trực tiếp gõ cửa vào nhà một nhà này tiệm là một nhà 810 tuyệt không giống như điếm bàn du tiệm một nhà này tiệm thoạt nhìn lên càng giống như là một cái lắp đặt thiết bị tốt gia điếm chủ là một cái tóc dài nữ sinh hoặc nhìn lên rõ ràng tân tú lệ đối phương chứng kiến tề lân bước nhỏ là sửng sốt một chút sau đó đối với tề lân hỏi ngươi tốt ngươi là hẹn trước khách nhân sao tề lân lắc đầu hồi đáp ta không có hẹn trước là trực tiếp tới đối phương nghe nói như thế nàng sẽ không để ý nàng lễ phép nói với tề lân tốt vậy ngươi trước tiến đến a à? hiện tại trong điếm đã linh linh tán tán ngồi một số người bọn họ chứng kiến tề lân thời điểm vô ý thức ngồi thẳng tề lân mặc chính là rất hưu nhàn y phục thế nhưng không biết vì sao, bọn họ đó là có thể cảm giác được tề lân khí thế trên người. Trong phòng nữ sinh tổng cộng có ba cái, nam sinh tổng cộng có năm cái. Có vài người là kết bạn mà đến, vì vậy ngồi chung một chỗ có vài người rõ ràng không phải, sở dĩ đều rời rạc ngồi ở từng cái địa phương. Ngươi tùy tiện ngồi đi. Điếm trưởng chào hỏi tề lân một tiếng phía sau, liền đem menu đặt ở tề lân trên tay. Tề lân đơn giản nhìn thoáng qua menu, trong thực đơn là các loại các dạng thức uống. Bởi vì hắn chưa uống qua, sở dĩ hắn tùy ý gọi một cái. Điểm hết phía sau, hắn liền tại trong điếm chờ. Vài người khác đều không nói, nữ sinh toàn bộ đều đang len lén liếc hắn, bởi vì hắn dáng dấp thật sự là quá xoái rồi, vóc người cũng rất tuyệt, bể mỹ ngu vui trong vòng nam đỉnh lưu. Chứng kiến tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, tề lân cũng rất bình tĩnh, qua không bao lâu, trong phòng lại vào được hai người. gian nhà rất lớn, sở dĩ đại gia cũng hoàn toàn sẽ không chen, người đều đến đông đủ phía sau, điếm trưởng để bọn họ bắt đầu tự giới thiệu chờ mọi người, sau khi tự giới thiệu mình xong, bọn họ mới chỉ có hỏi muốn chơi cái gì. Bởi vì lâm thời bổ vào được một cái người, sở dĩ đại gia trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là chơi kịch bản giết cần phải chơi điểm khác. Bất quá đang lúc mọi người thảo luận phía dưới, đại gia rất nhanh thì quyết định vẫn là chơi kịch bản giết. Tổng cộng có 10 vị người chơi, trong đó có bốn cái nữ sinh, sáu cái nam sinh. Vừa vặn cùng thân phận của kịch bản giới tính đối mặt, đại gia riêng phần mình chọn một cái so sánh cảm giác hứng thú nhân vật phía sau, mà bắt đầu tiến nhập nhân vật tề lân từ đầu tới đuôi cũng chỉ nói qua đôi câu vài lời nhưng là ánh mắt của mọi người vẫn là không tự chủ tập trung đến trên người của hắn đặc biệt là mấy nữ sinh các nàng cảm thấy tề lân thực sự rất tuấn tú lại tăng thêm hắn cả người tự nhiên tản mát ra khí chất càng thêm làm cho các nàng trầm mê mới đọc xong kịch bản tề lân bên cạnh nữ sinh liền cùng hắn tiếp lời ta và nhân vật của bạn hình như là tình lữ nữ sinh lúc nói xong lời này mặt đỏ rần nghe được nữ sinh nói tề lân hướng hắn ôm nhu cười gật đầu trả lời nói ra là như thế này không sai chúng ta là tình lữ. Nữ sinh khuôn mặt trong nháy mắt càng thêm đỏ, nàng không nói, thế nhưng nhãn thần vẫn không có từ trên người tề lân dời. Kịch bản giết dằng co trọn thời gian 5 tiếng, đánh xong bổn hậu tất cả mọi người có một ít quể oải. Mới vừa đóng vai tề lân bạn gái nữ sinh đem điện thoại di động của mình đưa tới tề lân trước mặt nói ra, cái kia có thể thêm cái phương thức liên lạc sao? Chứng kiến đối phương xấu hổ lại không giấu được thích dáng vẻ, tề lân suy nghĩ một chút, xuất ra điện thoại di động của mình, bỏ thêm đối phương phương thức liên lạc trừ cái đó ra hắn còn đối với đối phương hỏi muốn đừng đi ra ngoài đi bộ một chút. Nữ sinh mừng rỡ như điên, nàng không nghĩ tới tề lân biết chủ động mời hắn đi ra ngoài, hai người đánh xong bản sau khi kết thúc liền ra đi phụ tản bộ. Hiện tại mới vừa chạm vạn, người bên ngoài còn rất nhiều. Nữ sinh muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng lại cảm thấy một vài vấn đề thật sự là quá mạo phạm. Vì vậy dọc theo đường đi một mực tại vắt hết ốc tìm trọng tâm câu chuyện. Có muốn hay không đi tìm chút đồ ăn? Nữ sinh nghe nói như thế, nàng vội vã gật đầu tốt tốt vừa vặn ta đói bụng rồi hai người chạy đi quầy ăn vặt bên trong ăn một chút ăn vặt nữ sinh nhìn lấy tề lân đẹp trai mặt mũi nàng cuối cùng vẫn là nhìn không được trực tiếp đối với tề lân tỏ tình cái kia ta thích ngươi ngươi có nữ bằng hữu sao nếu như không có ta muốn truy ngươi nghe lời này tề lân vô cùng thẳng thừng nói cho đối phương biết ta không có nữ bằng hữu thế nhưng ta đã có thê nữ đồng thời không ngừng một cái nữ hài tử kinh ngạc há to miệng tề lân thoạt nhìn lên tuổi rất trẻ nhưng lại cùng nàng cùng đi ra ngoài chơi, nàng vốn là cho rằng Tề Lân không có đối với tượng. Tề Lân chứng kiến đối phương kinh ngạc như thế bộ dạng, hắn cười hỏi ngươi thật giống như rất kinh ngạc dáng vẻ. Nữ hài tử chậm rãi ngậm miệng lại, nàng nghĩ thầm, cái này chẳng lẽ không nên kinh ngạc sao? Nguyên lai nguyên lai là cái này dạng a. Chứng kiến nữ hài tử trên mặt dấu cũng không giấu được thất lạc thần tình, Tề Lân tiếp tục đối với đối phương nói ra, ta đối với ngươi cũng rất có hảo cảm, muốn thử thử một lần sao? Nữ hài tử mở to hai mắt nhìn nàng không nghĩ tới tề lân sẽ nói như vậy ngươi không phải đã có thê nữ rồi sao tề lân thản nhiên gật đầu hồi đáp là như thế này không sai thế nhưng ta cũng đã nói không ngừng một cái nếu như ngươi nguyện ý chúng ta có thể in a relativism. yên tâm các nàng sẽ không nói gì nữ hài tử nghẹn họng nhìn trân trối nàng sau khi kinh ngạc chính là do dự nàng rất khó được mới chỉ có gặp phải như thế một cái chợp mắt duyên nam nhân tề lân cũng không thúc giục nàng cho nữ hài tử nguyên vẹn suy nghĩ thời gian cuối cùng nữ hài tử hay là cùng hắn cùng nhau chơi, nữ hài tử gọi là Trần Mạng, rất ngoan ngoãn cũng rất nghe lời, còn có thể xấu hổ. Ngươi muốn đi nơi nào chơi sao? Nghe được tề lân câu hỏi, nữ hài tử xấu hổ trả lời nói ra, có gì vui địa phương sao? Chương 862, ta lên mạng lục soát một chút thì sẽ biết. Tề lân lấy tay chống đỡ ở trên cầm suy nghĩ, phụ cận đây dường như xác thực không có gì hay chơi địa phương. Hắn nhớ sau một lúc lâu, đột nhiên đối với nữ hài tử đề nghị hỏi bằng không chúng ta đi sát phách thành thị chứ nữ hài tử không nghĩ tới lại còn phải chạy đến sát vách thành thị nàng vẽ mặt mộng bức nhìn lấy tề lân hiện tại liền muốn đi sao tề lân lộng lẫy cười hồi đáp đương nhiên là hiện tại đi ta luôn luôn là nói đi là đi nhân nếu nơi đây màng đã không có gì hay chơi chúng ta thẳng thắn đi sát vách thành thị a à? nữ hài tử còn chưa từng có loại thể nghiệm này nghe được tề lân nói như vậy nàng nhìn không được cũng có chút nhao nhao muốn thử nhưng là bây giờ đã đã trễ thế này đi xong sau đó nhất định phải ở nơi đó Tề Lân cũng không có cảm thấy có gì không ổn, hắn đối với nữ hài tử hỏi đúng là cái này dạng, có vấn đề gì không? Nữ hài tử tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy đây quả thật là cũng không có vấn đề gì, hai người bọn họ đều là người trưởng thành rồi, lại không sợ ném, hơn nữa Tề Lân có xe bọn họ coi như ngày hôm nay đi, ngày mai trở về cũng là có thể. Nữ hài tử sau khi đáp ứng, hai người bọn họ liền lập tức hành động, bọn họ nhanh chóng lựa chọn một cái phong cảnh tươi đẹp đồng thời nổi danh thành thị, sau đó chuẩn bị lái xe đi qua vốn là tề lân là muốn chính mình một cái người mới chỉ có lái xe đi bởi vì nữ hài tử không có bằng lái thế nhưng phía sau hắn nhớ nghĩ lại cảm thấy bộ dáng như vậy thật sự là quá mệt mỏi nếu như hắn một cái người lái lên mấy giờ xe đến địa phương hắn cũng sẽ không có tâm tình tiếp tục du ngoạn vì vậy hắn đơn giản làm cho trợ lý gọi người tài xế qua đây giúp hắn lái xe liên hệ hết trợ lý phía sau tề lân liền đối với nữ hài tử nói ra chúng ta ở chỗ này chờ một chút nữ hài tử không biết tề lân muốn làm gì thế nhưng nàng phi thường nghe lời đứng ở tề lân bên cạnh chờ đợi sau mười mấy phút có một cái đầu đinh nam nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ tề tổng nghe được đối phương xưng hô tề lân đối với đối phương khoác tay áo sau đó sau khi mở ra ngồi cửa xe làm cho nữ hài tử đi vào trước nữ hài tử nghe được nam nhân xưng hô như vậy tề lân nàng trong lòng cả kinh bất quá nàng cũng không có lập tức câu hỏi tề lân cũng ngồi ở ngồi phía sau hai người ngồi ở ngồi phía sau không có gì giao lưu qua một lúc lâu nữ hài tử rốt cuộc không nhịn nổi nàng nhỏ giọng đối với tề lân hỏi vì sao hắn phải gọi ngươi tề tổng à nghe được cô gái câu hỏi tề lân buồn cười hắn sờ sờ cô gái đầu sau đó đối với nữ hài tử trả lời nói ra bởi vì ta là cấp trên của hắn sở dĩ hắn mới chỉ có gọi ta tề tổng ta vốn là nghĩ đến ngươi vừa rồi sẽ hỏi kết quả không nghĩ tới ngươi nín đến hiện tại biệt khổ cực hay không nữ hài tử nghe nói như thế nàng lập tức thẹn thùng nhìn thoáng qua tề lân bởi vì bọn họ rất có thể biết chơi cả đêm vì vậy hai người ngồi ở đằng sau bên trên nghỉ ngơi Nữ hài tử tựa ở trên cửa sổ có chút khó chịu, tề lân liền đem đầu của nàng hướng trên vai của mình đè. Hai người ngồi ở đằng sau bầu không khí phi thường tốt, qua 4 giờ, bọn họ cuối cùng đã tới thành thị. Bọn họ đến lúc sau đã là hơn 10 giờ đêm. Tề tổng, các ngươi hiện tại muốn đi đâu? Tuy là vào thành, thế nhưng mục đích của bọn họ còn chưa quyết định tới, tề lân đối với nữ hài tử hỏi ngươi muốn đi nơi nào. Nữ hài tử rất sớm đã nghe nói qua cái này một cái phong cảnh thành thị, nàng cũng vẫn muốn tới, thế nhưng vẫn không có cơ hội gì bây giờ nghe tề lân hỏi nàng nói nàng lập tức hứng thú trùng trùng đối với tề lân trả lời nói ra chúng ta đi trên núi xem lưu tin a tề lân kinh ngạc nhìn về phía nàng hỏi ngày hôm nay có lưu tin sao nữ hài tử thần tình kích động gật đầu hồi đáp muốn trước khi lên đường ta len lén điều tra ngày hôm nay rất có thể có thể chứng kiến lưu tin tề lân bừng tỉnh đại ngộ thảo nào nữ hài tử biết cực lực kiến nghị bọn họ hướng cái này một cái thành thị đi chúng ta đây hãy đi đi nữ hài tử cao hứng nở nụ cười cười đến mặt mày đều nhanh không nhìn thấy Mặc dù nói bọn họ đã vào thành thị, thế nhưng phong cảnh thành rất lớn, bọn họ muốn đến mục đích còn muốn hơn một giờ thời gian. Vì vậy hai người lại ở trong ghế sau nghỉ ngơi. Bất quá ở mới vừa trải qua hơn 4 giờ nghỉ ngơi phía sau, bọn họ cũng sớm đã khôi phục tinh thần, hiện tại để cho bọn họ ngủ một hồi nữa nhi, các nàng ngủ không được, sở dĩ hai người bọn họ liền tại phía sau nói chuyện phím. Nữ hài tử đã không có lúc mới bắt đầu như vậy xấu hổ, theo hai người đối với đối phương hiểu rõ từng bước làm sâu sắc, nàng đã sớm giải khai lúc mới bắt đầu câu thúc ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi đến cùng ở kinh doanh là cái kia một công ty đâu nghe được câu hỏi của đối phương tề lân cười đối với đối phương trả lời nói ra ta nói ngươi lại không nhất định nhận thức nữ hài tử kiên trì không ngừng ngươi nói ta lên mạng lục soát một chút thì sẽ biết tề lân cười không nói gì tài xế ở phía trước nghe được hai người bọn họ đối thoại hắn đều thay cô bé này lo lắng suông rõ ràng chỉ cần lên mạng lục soát một cái tên tề lân là được chỉ cần thăm dò lập tức thì sẽ biết ngồi ở phía sau cái này một người nam nhân là thế giới đệ nhất thủ phủ thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, bọn họ cuối cùng cũng ở sau một tiếng rưỡi đạt tới dưới chân núi. Bọn họ đến thời điểm đều đã sắp xỉ 12 giờ, các nàng vốn đang cho rằng cái này một cái thời gian hẳn là không có người nào. Kết quả không nghĩ tới núi người phía dưới xếp thành một cái đội ngũ thật dài, hai người bọn họ muốn lên đi còn phải phải xếp hàng. Nữ hài tử kinh ngạc che miệng hỏi hiện tại tại sao có thể có người nhiều như vậy. Tề lân suy nghĩ một chút, mở điện thoại di động lên website lục soát một cái, quả nhiên, rất nhiều người đều biết ở nơi này một cái vị trí rất có thể xem tới được Lưu Tinh Vũ, liền chuyên môn ở bên cạnh ngồi thủ. Nữ hài tử có trước chán nản nhìn lấy trung đội trưởng Long đội ngũ, dựa theo khuynh hướng này, 2 giờ sau đó, bọn họ cũng không nhất định có thể đủ đi lên. Lưu Tinh Vũ không biết lúc nào liền ra phát hiện, bọn họ chỗ này không có ý ở nghĩa xếp hàng căn bản là vô dụng. Tính rồi, bằng không chúng ta đi địa phương khác a, à, vậy cũng không ngừng cái này một cái xem Lưu Tinh Vũ địa phương. Nữ hài tử không phải muốn ở chỗ này tiêu hao thời gian, Nàng cho rằng cùng với ở chỗ này xếp hàng, còn không bằng đi tìm một cái có hay không còn lại có thể xem xét lưu tinh vũ địa phương. Tề Lân cũng không muốn tiếp tục mang theo nữ hài tử chạy rồi, bọn họ cho tới bây giờ tổng cộng ngồi hơn 5 giờ xe, lại tiếp tục chạy xuống đi, hắn liền xem xét phong cảnh tâm tình cũng không có. Chứng kiến Tề Lân bất vi sở động bộ dạng, nữ hài tử hít một khẩu khí hỏi chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này xếp hàng à? Người ở đây thật sự là nhiều lắm, hiện tại đều xếp hàng dưới chân núi, chúng ta không nhất định có thể đi lên. Nghe được cô gái nói, tề lân lấy tay nhéo nhéo bả vai của nàng, sau đó trả lời nói ra, ta xác thực muốn ở chỗ này xem xét phong cảnh, ta không muốn chạy nữa. Nữ hài tử nhìn thoáng qua trung đội trưởng long đội ngũ, nàng do dự một chút phía sau hạ quyết tâm nói vạn. Chương 863, ta đem cả ngọn núi đều bao hết. Hành! Ta cũng không muốn chạy rồi, thẳng thắn chúng ta liền ở chỗ này chờ, nói không chừng chúng ta một giờ sau thật đúng là có thể đi lên. Tề lân nghe được lời của đối phương, hắn thổi phù một tiếng liền bật cười, hắn cảm thấy nữ hài tử đặc biệt khả ái. Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta thực sự phải ở chỗ này xếp hàng chứ? Nữ hài thể tử nghe được tề lân câu hỏi, trên mặt hắn tràn đầy dấu chấm hỏi, nếu phải ở chỗ này xem lưu tinh vũ, đó là đương nhiên là phải ở chỗ này xếp hàng nha. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể trang bị cánh bay lên hay sao? Nữ hài tử mặc dù không có đem mình nội tâm hoạt động nói ra, thế nhưng nàng đem nội tâm hoạt động hiện ra ở trên mặt, tề lân thấy rõ ràng. Ta cũng không có cái này đặc biệt dị năng lực, làm cho hai người chúng ta đánh lên cánh bay lên. Nữ hài tử không nghĩ tới tề lân cư nhiên đem ý nghĩ của hắn khám phá, mặt nàng đỏ lên trực tiếp bưng bít buồn tim của mình chỗ. Ngươi làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Tề lân càng thêm cảm thấy nữ hài tử đáng yêu, hắn cười đối với nữ hài tử trả lời nói ra, ngươi cũng đã đem suy nghĩ của ngươi viết lên mặt, ta làm sao sẽ nhìn không thấy đâu. Tốt lắm tốt lắm, không đùa với ngươi, ta sẽ không để cho hai người chúng ta xếp hàng, nếu chúng ta đi tới nơi này, đó là đương nhiên là muốn nhìn xong lại đi tề lân sau khi nói xong hắn liền đi tới một bên gọi điện thoại nữ hài tử không biết tề lân muốn làm gì thế nhưng trong lòng nàng loáng thoáng có loại dự cảm tề lân nhất định có thể đủ làm được hắn nói sự tình qua một hồi lâu phía sau mười mấy người mặc chế phục người đem xếp hàng lên cao người toàn bộ đều đuổi đi nói là không thể ở chỗ này tiếp tục xếp hàng một ngọn núi này đã bị người bao nữ hài tử vốn là muốn cùng theo một lúc đi đột nhiên nàng cảm thấy có cái gì không đúng vì vậy nàng quay đầu nhìn tề lân hỏi sẽ không phải là ngươi khiến người ta làm chứ tề lân nghe được lời này hắn gật đầu cười nữ hài tử chẳng những không vui còn vẻ mặt nóng nảy lôi kéo hắn ngươi làm sao có thể cái dạng này đâu ngươi bộ dáng này là phạm pháp ngươi có biết hay không tề lân nghe được chỉ trích hắn cũng bối rối một cái hắn chính là đem một ngọn núi này bao rồi mà thôi bất kể là thủ tục vẫn là tiền hắn đều cho phi thường đầy đủ hết làm sao lại phạm pháp nữ hài tử hiển nhiên không phải muốn như vậy nàng cho rằng tề lân là tìm mấy cái quần chúng diễn viên ăn mặc đồng phục an ninh diễn kịch đem những này người đánh đuổi Ngươi vội vàng đem mấy cái này vai quần chúng gọi đi thôi, một phần vạn bọn họ liên hệ ba khu người phụ trách, phát hiện người phụ trách căn bản cũng không có đuổi bọn hắn đi, chúng ta đây liền xong đời. Tề Lân lúc này mới ý thức được nữ hài tử hiểu lầm hắn, hắn rốt cuộc nhịn không được đang ôm bụng cười to, nữ hài tử bị hắn cười đến càng thêm nghi ngờ cười rồi một hồi lâu phía sau, Tề Lân xoa xoa khóe mắt, bật cười nước mắt nói ra, ai nói cho ngươi biết bọn họ là vai quần chúng. Nữ hài tử nghiêng đầu hỏi chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng là ta xem bọn họ nữ hài tử lời nói vẫn chưa nói xong, Tề Lân tay liền trực tiếp bóp chiếm hữu nàng mặt, ngươi làm sao đáng yêu như vậy chứ. Bọn họ không phải vai quần chúng, bọn họ chính là vùng núi người, sở dĩ đem những này người toàn bộ đều đánh đuổi, là bởi vì ta đem một ngọn núi này bao rồi. Cô gái miệng chậm rãi mở ra, nàng hoài nghi lỗ tai của mình có thể là nghe lầm, thế nhưng phụ cận cái kia một ít không ngừng oán trách người đem nàng kéo về thực tế. Những người này đã ở buổi tối xếp hàng nhanh một đêm đội ngủ, bây giờ nói bị đuổi đi đã bị đánh đuổi bọn họ làm sao có khả năng không có câu oán hận nào nhưng bọn hắn thì có thể như thế nào chứ nữ hài tử chật vật nuốt nước miếng một cái nàng chỉ chỉ trên núi sau đó vừa chỉ chỉ tề lân chờ các loại ngươi vừa rồi có ý tứ là ngươi đem một ngọn núi này bao rồi cả ngọn núi tề lân thản nhiên gật đầu hắn cũng không cảm thấy đây là một kiện đáng giá kinh ngạc sự tình bao một ngọn núi với hắn mà nói đơn giản dường như nghiền chết một con kiến nữ hài tử sâu hô hút một khẩu khí nàng lại một lần nữa đối với thân phận của tề lân có một cái nhận thức mới nàng bắt đầu hoài nghi Tề Lân rất có thể là một cái đại lão liền tại nữ hài tử nội tâm nghĩ bảy nghĩ tám nghĩ đông nghĩ tây thời điểm Tề Lân trực tiếp kéo cô gái tay tốt lắm đừng ở chỗ này nghĩ một ít đồ ngổn ngang chúng ta đi lên trước a không phải vậy chờ một chút bỏ qua Lưu Tinh Vũ làm sao bây giờ Tề Lân lời nói rất nhanh thì đem nữ hài tử kéo chính đạo nàng quả thật rất muốn muốn xem khó gặp Lưu Tinh Vũ thật vất vả có thể tận mắt chứng kiến một lần nàng đương nhiên muốn nhìn cho kỹ hai người bọn họ đương nhiên không có khả năng đi bộ lên núi nếu như muốn đi bộ lên núi nói, bọn họ cần tốn hao hơn một giờ thời gian mới có thể đi đến đỉnh núi. Cái này cũng chưa tính bên trên thời gian nghỉ ngơi, nếu như có thể coi là bên trên thời gian nghỉ ngơi, đoán chừng phải muốn thời gian 2, 3 tiếng. Nếu như các nàng hiện tại đang ở chân núi xếp hàng lời nói, bọn họ nhất định là nhìn không thấy Lưu Tinh Vũ. Hai người trực tiếp đi ngồi xe cáp. Một ngọn núi này đều bị tề lân bao rồi, đừng nói ngồi xe cáp, coi như là khiến người ta cho bọn hắn trên kệ đi cũng không có vấn đề gì. Ngồi xe cáp cũng chỉ dùng mười mấy phút, ở nơi này mười mấy phút bên trong nữ hài tử vẫn trợn to hai mắt nhìn ra phía ngoài bởi vì bây giờ là buổi tối ngồi ở xe cáp bên trong căn bản nhìn không thấy cái gì tốt nhìn cảnh đêm chứng kiến nữ hài tử có chút thất vọng dáng vẻ tề lân cười cười nói ra chờ một chút đều muốn chứng kiến lưu tin vũ cảnh sát nơi này lần sau lại tới xem cũng giống như nhau nữ hài tử cũng không có bởi vì một câu nói này lên tinh thần nàng hít một khẩu khí nói ra ta mới vừa vừa liếc nhìn đưa tin đưa tin mặt trên viết là khả năng có lưu tin vũ nói cách khác đây là không xác định chúng ta rất có thể ở chỗ này thủ một ngày đều nhìn không thấy lưu tinh vũ. Nữ hài tử vốn là cũng là muốn qua đây thử một lần, nếu như nhìn không thấy liền tính, nhưng là bây giờ tề lân đều đã đem cả ngọn núi đều cấp bao xuống tới. Nếu như cái này dạng, bọn họ cũng còn không thấy được nói, vậy cũng thật sự rất tiếc núi. Tề lân không lo lắng chút nào chuyện này, nếu hắn tới, như vậy hắn liền nhất định có thể đủ chứng kiến lưu tinh vũ. Hắn đối với vận thế của mình thập phần tự tin 2.1, vì vậy hắn lôi kéo cô gái tay nói ra, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tối hôm nay chứng kiến một hồi dị thường sáng chói lưu tinh vũ. Nữ hài tử vội vàng không kịp chuẩn bị đối lên tề lân hai mắt, nàng sửng sốt đồng thời động lòng, nàng tim đập nhanh hơn, lớn tiếng trong lỗ tai chỉ để lại tim đập thanh âm. Tề lân ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn lôi kéo cô gái tay kéo câu cho cái hứa hẹn phía sau, tự buông ra cô gái tay. Nữ hài tử hoảng hốt xem cùng với chính mình trên tay vẫn như củ bảo tồn xúc cảm, nàng mới vừa cái kia một ít ưu sầu tâm tư đã tìm không thấy, thay vào đó là vừa mới, chỉ có, động tâm cảm giác. Rất nhanh, bọn họ đã đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, cũng không thiếu len lén lưu người ở chỗ này. Bởi vì nơi này người thật sự là nhiều lắm, bọn họ chứng kiến bảo an còn có thể trốn đi. Chương 864, gọi điện thoại làm cho trợ lý đưa tới. Cái kia một đám bảo an không cách nào cam đoan nơi đây mọi người đều rời khỏi, lại tăng thêm vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá cũng là được tề lân đồng ý bọn họ mới chỉ có dám làm như thế tề lân cho rằng nếu mình và trần mạng đã lên núi cái kia không cần thiết làm khó dễ còn lại lữ khách dĩ nhiên cũng là vì không phá hư chính bọn hắn thể nghiệm hắn cũng không hy vọng chính mình tại thưởng thức lưu tinh vũ thời điểm bảo an vẫn còn ở khắp nơi đuổi người cái này dạng khả năng liền không hề có một chút vẻ đẹp vì vậy hắn cũng không có quản những người khác chỉ là tìm một cái sạch sẽ một chút vị trí ngồi xuống hai người bọn họ chỗ ngồi là một tảng đá lớn bọn họ vừa vặn có thể tựa ở đại thạch đầu phía trước. Hai người sau khi ngồi xuống, bầu không khí ngắn ngủi trầm mặt một hồi. Ngươi trước đã tới nơi đây sao? Nữ hài tử chủ động mở miệng dò hỏi, nghe được cô gái câu hỏi, tề lân lắc đầu hồi đáp, ta còn thực sự chưa từng tới nơi đây, phía trước vẫn không có thời gian, hơn nữa ta cũng không phải là địa phương nào đều đi. Nữ hài tử khẽ nhếch miệng gật đầu, trò chuyện xong những lời này phía sau, nàng không biết nói gì. Kỳ thực nàng nghĩ 28 muốn hỏi có rất nhiều, thế nhưng nàng không biết hẳn là hỏi thế nào, nàng không muốn trực bạch như vậy đi hỏi tề lân rốt cuộc là ai. Thế nhưng nàng lại nhịn không được hiếu kỳ, dù sao không phải là ai cũng có năng lực trực tiếp bao một ngọn núi. Chứng kiến nữ hài tử cũng muốn hỏi, thế nhưng lại không biết hẳn là hỏi thế nào bộ dạng, tề lân thưởng thức một hồi phía sau, hắn đối với nữ hài tử nói ra, được rồi, ngươi muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi, ta xem ngươi đã nín rất lâu rồi. Mặt của cô gái lại bắt đầu đỏ, sau đó nàng nói với tề lân, ta cũng không có nghẹn thật lâu, bất quá ngươi nhìn ra được không? Tề Lân gật đầu, ta không phải đều đã nói sao? Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, trên mặt sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài, còn kém ở ngươi trên mặt trực tiếp viết vài cái chữ to. Nghe nói như thế nữ hài tử sâu hô hút một khẩu khí, sau đó nàng nói với Tề Lân, được rồi, ta đây sẽ không khách khí, ta nghĩ muốn hỏi ngươi đến cùng là thân phận gì. Coi như ngươi có điểm tiền, cũng không khả năng trực tiếp bao cả một ngọn núi chứ. Nữ hài tử trăm mối không lời giải, nàng biết Tề Lân rất có thể thật có tiền thế nhưng bao núi loại chuyện như vậy cũng không chỉ là phải có tiền tề lân chứng kiến nữ hài tử bắt tư bất đắc kỳ giải dáng vẻ hắn cười đối với nữ hài tử nói ra ta xác thực cũng chỉ là có tiền một điểm mà thôi nữ hài tử nghe nói như thế nàng nuốt nước miếng một cái hỏi ta đây thuận tiện hỏi một chút ngươi có tiền là có tiền tới trình độ nào sao tề lân cười cong ánh mắt cũng liền thế giới nhà giàu nhất trình độ a nữ hài tử nghe nói như thế nàng tăng một cái từ tảng đá đứng lên cái gì ngươi là thế giới thủ phủ bởi vì cô gái thanh âm thực sự quá lớn đưa tới ánh mắt của những người khác đều tới bọn họ nơi đây phiêu tề lân đem nữ hài tử lôi kéo ngồi xuống tọa hạ hắn dùng ngón tay so đo miệng của mình nói nhỏ thôi ngươi nếu là không tin ngươi có thể ở võng hiệp thượng lục soát tên của ta nữ hài tử nghe nói như thế nàng dừng một chút thế nhưng có một ít áo não vỗ đầu mình một cái nàng cảm thấy từ ba thật là ngốc nếu nàng đều đã biết tề lân tính danh vì sao không sớm một chút thăm dò bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng nữ hài tử bắt đầu động thủ thăm dò qua một lúc lâu, nàng phát hiện tề lân nói thật sự chính là một chút cũng không có hơi nước. Nói là thế giới thủ phủ, vẫn thật là là thế giới thủ phủ, trừ cái này một cái danh tiếng ở ngoài, đối phương trả lại không ít ngu nhạc tân văn. Bất quá bởi vì nữ hài tử cũng không thấy thế nào ngu nhạc tân văn cùng lên mạng, vì vậy nàng liền cũng không biết tề lân. Ở biết thế giới thủ phủ cư nhiên ở bên cạnh mình thời điểm, cô gái thần tình là hoàn toàn mộng bức, nàng cảm giác mình giống như là ở giống như nằm mơ. Thế giới thủ phủ cư nhiên đối với mình có hảo mới cảm, loại chuyện như vậy dù ai trên người ai cũng được ngốc một trận chứ nghĩ tới đây nữ hài tử sâu hô hút một khẩu khí nàng vẽ mặt thành thật quay đầu đối với bên cạnh tề lân nói ra ngươi có thể giúp ta một chuyện sao tề lân tò mò nhìn sang từ mới vừa bắt đầu hắn cũng vẫn xem nữ hài tử đang làm một ít cử động khác ta rất ngạc nhiên nữ hài tử muốn làm gì vì vậy nghe được cô gái nói hắn không chút do dự gật đầu nữ hài tử dắt tề lân tay sau đó hắn không gì sánh được nghiêm túc nói với tề lân ngươi có thể hay không đánh ta một cái dùng sức một điểm đánh ta tay cái này đến phiên tề lân mộng ép hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với nữ hài tử hỏi tại sao phải nhường ta đánh ngươi tay nữ hài tử đối với tề lân trả lời nói ra ta cuối cùng phải muốn biết ta hiện tại đến cùng có phải là đang nằm mơ hay không chứ ta hôm nay cũng chỉ là đi ra chơi cái kịch bản dết mà thôi tự nhiên biết thế giới thủ phủ cái này thật không phải là đang nằm mơ sao tề lân thật sự là không nhịn được hắn bắt đầu cười ha ha bởi vì hắn cười thanh âm thật sự là quá lớn lại tăng thêm người khác dáng dấp cũng rất tuấn tú đưa tới không ít người lại bắt đầu đưa ánh mắt hướng hắn bên này đầu. Chứng kiến không ít người đều thấy qua tới, nữ hài tử vội vã bưng bít tề lân miệng. Ngươi đừng cười rồi, có buồn cười như vậy sao? Nữ hài tử một bên hỏi một bên yên lặng đỏ lỗ tai, nàng không nghĩ tới lời của mình biết chọc cho tề lân cười ha ha. Tề lân thu nạp nụ cười, chững chặt đàng hoàng đối với nữ hài tử trả lời nói ra, thực sự phi thường buồn cười. Nữ hài tử trong nháy mắt cảm giác lòng của mình bên trong bị thương rồi, nàng biểu môi quay đầu không muốn để ý tới tề lân. Tề lân vội vã nhận sai, tốt lắm tốt lắm 937, kỳ thực không có buồn cười như vậy, là ta chính mình buồn cười. Ta sai rồi, ta không nên cười đến vui vẻ như vậy, ngươi liền để ý một cái ta đi. Nữ hài tử y của biểu môi không nói lời nào, tề lân chứng kiến nữ hài tử một bộ dáng vẻ không vui, hắn không biết từ nơi nào biến ra một cái túi đen, đồng thời đem túi đen đưa cho nữ hài tử. Nữ hài tử chứng kiến túi đen, nàng nhịn không được chính mình tò mò trong lòng tâm đối với tề lân hỏi đây là vật gì à? tề lân nhướng mày đối với nữ hài tử trả lời nói ra ngươi mở ra cũng biết bên trong là thứ gì nữ hài tử do dự một chút vẫn là tiếp nhận cái túi mở ra túi đen sau đó nàng phát hiện bên trong toàn bộ đều là ăn tại sao có thể có nhiều như vậy ăn ngươi chừng nào thì mua ngươi không phải vẫn cùng với ta sao nghe được cô gái câu hỏi tề lân lại nhìn không được bắt đầu nở nụ cười bất quá lần này hắn không dám cười được lớn tiếng như vậy miễn cho nữ hài tử thẹn quá thành giận lần này là thực sự không để ý tới hắn Chứng kiến Tề Lân một bên nín cười dung, một bên trả lời nàng, mặt của cô gái từ mặt đỏ đến rồi cái cổ. "Được rồi, đừng cười. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy, ngươi đến cùng khi nào đi mua?" Tề Lân đối với nữ hài tử hồi đáp, "Ở ngươi nói ngươi muốn cùng đi với ta xếp hàng thời điểm, ta gọi điện thoại cho trợ lý, thuận tiện đi mua mấy thứ này." Chương 865, thực sự sẽ có Lưu Tinh Vũ. "Làm sao vậy, không thích." Nữ hài tử nghe nói như thế, nàng lập tức lắc đầu nói ra ta không có không thích, ta chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn ngươi tại sao sẽ đột nhiên mua nhiều như vậy ăn." Tề Lân ôm Nhu cười hồi đáp, "Đương nhiên là vì cho ngươi a, à, ta cảm thấy ngươi ở nơi này chờ, các loại lưu tinh vũ, nhất định sẽ chờ, các loại rất buồn chán, sở dĩ liền muốn mua chút đồ ăn cùng uống cho ngươi giết thời gian. Cũng không biết ta dòng mua ngươi có thích ăn hay không, ngươi nếu là không thích ăn nói." Tề Lân vốn là muốn nói nàng nếu là không thích ăn nói có thể cho hắn ăn kết quả không nghĩ tới nữ hài tử gắt gao che chở túi đen nói ra, ta ở đâu có không thích ăn, ta đặc biệt thích ăn. nữ hài tử tự hồ là vì chứng minh mình, nàng còn từ hát bên trong túi cầm rồi một viên ô mai kẹo, mở túi ra trang bị nhanh chóng nhét vào trong miệng của mình, tốc độ nhanh giống như là có người ở đoạt nàng ăn giống nhau. nữ hài tử ở sau khi ăn xong mới chỉ có phát hiện mình có chút lan thông hổ ít, mặt của nàng lại bắt đầu đỏ lên, nhưng nàng cũng không hối hận, bởi vì nàng không phải không thừa nhận, nàng bị tề lân liêu đến rồi. Tề Lân thật sự là quá rẻ, bất kể là kinh hỉ vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một phe mặt đều chiếu cố đến rồi. Kế tiếp hai người bọn họ chính là câu được câu không nói chuyện phím, hai người bọn họ cũng bất quá với tham dự vào đối phương tình huống. Cũng chỉ là hỏi một ít phi thường cơ sở cùng nông cạn tin tức, hai người bọn họ đều biết, bọn họ không cần phải. Đối với đối phương tin tức đào sâu, vì vậy hai người phi thường ăn ý chỉ hỏi một ít phi thường nhàm chán đồ đạc. Đợi chừng hai canh giờ thời gian, chờ, các loại, nữ hài tử đều đã bắt đầu khốn rồi nàng cho tới bây giờ đã đánh năm cái ngáp, nhìn vô số lần điện thoại di động. Thực sự sẽ có lưu tin vũ sao? Ta cảm thấy chắc là đã không có. Nữ hài tử có chút tiếc nuối cùng thất lạc nói rằng. Lúc này phía sau bọn họ mấy người đã có thân chuẩn bị xuống núi, hiện tại đã là 3 giờ sáng. Bình thường vào lúc này chưa từng xuất hiện, liền đại biểu nơi đây không có lưu tinh vũ. Sở dĩ có không ít người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi. Dĩ nhiên, cũng không có thiếu cùng hai người bọn họ giống nhau, cảm thấy chờ một chút thì có thể đợi đến người tiếp tục chờ. Nữ hài tử nhìn mênh mông vô bờ bầu trời, nàng quay đầu đối với Tề Lân hỏi ngươi cảm thấy tối hôm nay sẽ có lưu tinh vũ sao? Tề Lân chăm chú nhìn cô gái hai mắt nói ra, ngươi cảm thấy muốn nghe được câu trả lời của ta sao? Nữ hài tử dùng sức cực đầu, Tề Lân cười trả lời nói ra, cái kia đương nhiên là sẽ, chỉ cần ta muốn thấy, vậy nhất định có thể đủ xem tới được. Nữ hài tử nghe nói như thế, nàng nhịn không được cười lên, vậy nếu là không thấy được làm sao bây giờ? Tề Lân sờ lên cầm, suy tư một hồi, sau đó trả lời nói ra, nếu như chúng ta không nhìn thấy nói, ta đây cứ tiếp tục dẫn ngươi đi địa phương khác xem, thẳng đến chứng kiến mới thôi. Cô gái nụ cười thoáng cái liền tiêu thất, nàng cảm giác buồn tim của mình ở không tự chủ được gia tốc, một lát sau, nàng viết đầu nhìn lấy viễn phương nói ra, dỗ ngon dỗ ngọt. Tề lân chứng kiến đối phương như thế xấu hổ dáng vẻ, hắn lại nhịn không được bật cười, hắn là thực sự cảm thấy trần mạng rất khả ái. Bọn họ lại đợi hơn một giờ thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 4 giờ nhiều, có không ít người chờ đấy chờ đấy đều đã ngủ không có gì bất ngờ xảy ra tiếp qua một hai giờ bọn họ là có thể chứng kiến mặt trời mọc chứng kiến bầu trời đen như mực nữ hài tử đột nhiên nói ra kỳ thực ở chỗ này xem mặt trời mọc cũng thật không tệ tề lân cũng cười nói ra ta cũng hiểu được xem mặt trời mọc thật không tệ chúng ta ở nơi này tiếp tục chờ ngươi nếu như khốn rồi lời nói trước tiên có thể ở chỗ này của ta một lát thôi tề lân nói xong phía sau hắn nhường ra một cái bả vai dự định làm cho đối phương dựa vào nhưng Trần Mạn không có ý tứ, cuối cùng nàng trực tiếp ngủ ở trên tảng đá. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, Tề Lân vốn là đang ở nhìn chằm chằm điện thoại di động, đột nhiên cảm giác trước mặt dường như có một đạo quan thiển quá. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chồng chọc một cái, sau đó hắn rút cuộc lại thấy được một vệt ánh sáng hiện lên. Lần này Tề Lân không do dự, hắn nhanh chóng đánh thức Trần Mạn. Trần Mạn cảm giác mình mới chỉ có mới vừa tiến vào mộng đẹp đã bị phổ biến, nàng thụy nhãn mông lung đối với Tề Lân hỏi làm sao vậy? Mặt trời mọc sao? Tề Lân không trả lời, Trần Mạn cũng không có tiếp tục câu hỏi, bởi vì hai người bọn họ đã không cần trả lời cùng câu hỏi, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên liền có thể chứng kiến cả phiến Lưu Tinh Vũ. Lưu Tinh đang khi bọn họ trước mặt không ngừng rớt xuống, xinh đẹp không giống trong hiện thực có thể thấy cảnh sắc. Trần Mạn nhìn lấy trước mặt Lưu Tinh Vũ, nàng giống như là phản ứng một lúc lâu mới phản ứng được, nàng không có tiếp tục trợn tròn mắt, mà là nhắm mắt lại, chấp hai tay. Tề Lân chú ý tới Trần Mạn động tác, hắn biết đối phương đây là muốn cầu nguyện ý tứ, hắn cũng không có muốn làm phiền đối phương, chỉ là lẳng lặng ở bên cạnh chờ đấy. Trần Mạng cầu nguyện xong phía sau, nàng quay đầu đối với Tề Lân hỏi đều nhanh phải kết thúc, ngươi chẳng lẽ không hứa nguyện mã? Nghe nói như thế, Tề Lân sửng sốt một chút, sau đó hắn bật cười trả lời nói ra, ta không có gì muốn cầu nguyện sự tình. Trần Mạng vừa định nói làm sao có khả năng không có, nhưng nàng rất nhanh lại nghĩ tới tới Tề Lân là thế giới đệ nhất thủ phủ, vì vậy nàng trầm mặt. Người chung quanh cũng sớm đã không kịp đợi xuống núi, hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ. Hai người ở yên lặng ngắn ngủi ở giữa, cũng không có làm gì chỉ là lẳng lặng nhìn nhau sau đó hai người bọn họ đầu càng góp càng gần trực tiếp hoàn toàn dính vào cùng nhau bọn họ ở lãng mạn trí cực lưu tinh vũ dưới nhận một cái hôn lưu tinh vũ cũng rất ngắn không bao lâu liền biến mất không còn một mảnh bóng đêm lại khôi phục thành đen nhánh vừa rồi một mảnh kia cảnh sắc giống như là từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện giống nhau a à. trần mạng đột nhiên tim kêu một tiếng tề lân bị nàng sợ hết hồn hắn đối với trần mạng hỏi làm sao vậy trần mạng vẻ mặt hối hận biểu tình trả lời nói ra ta mới vừa cư nhiên không có chụp ảnh. Đây chính là khó gặp một lần lưu tinh vũ A, à, ta cư nhiên không có chụp ảnh cam. Trần Mạng sắp khóc chết rồi, nàng thật vất vả nhìn thấy một lần lưu tinh vũ, cư nhiên không thể phát đi cho bằng hữu mình khoe khoang, nàng cảm giác đều đi không. Tề lân chứng kiến Trần Mạng vẽ mặt hối hận dáng vẻ, hắn đối với Trần Mạng hỏi không phải chụp ảnh sẽ như thế nào. Trần Mạng lập tức quả đoán hồi đáp, đương nhiên sẽ như thế nào a? À, nếu như không phải chụp hình nói không phải thì tương đương với tới không, ngươi chưa có nghe nói qua một câu nói sao. Tề Lân không nói gì, chỉ là nhướng mày nghe Trần Mạng lời kế tiếp. Muốn cho điện thoại di động ăn cơm trước. Tề Lân phản ứng một hồi, hắn đại khái hiểu một câu nói này ý tứ, ý tứ nói đúng là bọn họ ở trước khi ăn cơm đều sẽ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, chụp xong mới có thể ăn cơm. Hắn nghĩ một hồi phía sau, không có cuốn quyết điện thoại di động sự tình, mà là đối với Trần Mạng hỏi sở dĩ ngươi cảm thấy chuyến này đi không sao. Chương 866, ta không cần bỏ ra tiền của ngươi. Trần Mạng ngây ngẩn cả người, mặt của nàng lại bắt đầu đỏ lên cũng cũng không có ai à dù sao thì như vậy tốt lắm ngươi không nên hỏi nữa trần mạng quay đầu qua tề lân nhìn không thấy nàng xấu hổ mặt mũi hắn nhìn không được lại bắt đầu nở nụ cười hai người bầu không khí lại khôi phục được mới vừa ám muội hai người bọn họ ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi một cái nhiều đồng hồ sau thấy được mặt trời mọc lần này trần mạng rốt cuộc nhớ tới muốn dùng điện thoại di động chụp hình tới 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 chúng ta tới cùng nhau chụp ảnh tề lân sửng sốt một chút hỏi ta cũng muốn cùng nhau phát sao Trần Mạng chuyện đương nhiên gật đầu, dĩ nhiên, nếu là xem mặt trời mọc, chúng ta đây đương nhiên muốn cùng nhau chụp ảnh A. Tề lân không có chống cự, hắn cùng Trần Mạng cùng nhau ở mặt trời mọc chiếu ứng dưới chụp một tấm bức ảnh. Nhìn xong mặt trời mọc phía sau, hai cái người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được mệt nhọc, vì vậy tề lân bảo tài xế đem bọn họ năm đi tử điếm. Vốn là Trần Mạng là muốn về nhà, thế nhưng phía sau nàng trực tiếp ngồi ở đằng sau bên trên ngủ chết rồi, vẫn là tề lân đem nàng ôm đến phòng khách sạn. Buổi tối lúc tỉnh lại, Trần Mạng đều nhanh muốn hù chết cũng may chuyện gì đều không phát sinh đầu của nàng cũng tỉnh táo lại nàng phát hiện trong phòng cũng chỉ có hắn một cái người vì vậy nàng mở điện thoại di động lên gọi điện thoại cho tề lân không có mấy giây tề lân liền nhận điện thoại uy trần mạng đối với tề lân hỏi ngươi đang ở đâu à sẽ không phải là đi trước chứ tề lân thổi phù một tiếng bật cười ta giống như là sẽ đem ngươi bỏ ở nơi này dáng vẻ sao ngươi đã tỉnh liền đi xuống ăn cơm đi nói xong hắn để trần mạng đi đến lầu một nhà hàng Trần Mạng ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của hắn đi đến rồi lầu một nhà hàng, đến rồi lầu một phía sau, nàng thoáng cái liền thấy Tề Lân. Cũng không phải là bởi vì nhà hàng không có người nào, mà là bởi vì Tề Lân khí chất thật sự là quá xuất chúng, hắn bản thân liền là một người dáng dấp rất đẹp mắt, vóc người lại người rất tốt, lại tăng thêm khí chất xuất chúng. Ngồi ở một đám người ở giữa, hoàn toàn có thể khiến người ta đầu tiên mắt liền bắt được hắn. Tề Lân chứng kiến Trần Mạng ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn còn tưởng rằng đối phương tìm không được vị trí, vì vậy hắn đối với đối phương nhất tay nói ra, ta ở chỗ này đây. Nghe được Tề Lân lời nói, Trần Mạng cái này mới lấy lại tinh thần, nàng đi tới đối với Tề Lân hỏi ngươi chừng nào thì tỉnh lại nhỉ. Tề Lân sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, đại khái ở trước ngươi nửa giờ, ta là bị đói tỉnh, sở dĩ tỉnh lại về sau liền ngựa không ngừng vó đi tới nơi này. Ngươi muốn ăn cái gì có thể chính mình đi lấy, cũng có thể làm cho phục vụ viên chuyên môn làm cho ngươi. Nữ hài tử sau khi suy nghĩ một chút đi đến bữa ăn đài, một lát sau, nữ hài tử cầm rồi một phần mì ý qua đây. Ngươi liền ăn một chút như vậy. Tề lân có chút kinh ngạc, đối phương thoạt nhìn lên giường như so với hắn càng thêm kinh ngạc. Ta làm sao có khả năng chỉ ăn một chút như vậy mà? Chỉ là dùng để đệm bụng mà thôi, ta xem cái này mặt thịt vụn thật nhiều, sở dĩ liền lấy một điểm qua đây ăn. Tự ta đi tìm phục vụ viên muốn tôm hùng, còn có một đại cua. Nghe được Trần Mạng lời nói, tề lân kinh ngạc con mắt trợn to, hắn nhịn không được nghi ngờ nói, ngươi điểm nhiều như vậy ăn hết sao hắn ngược lại cũng không phải sợ phí tiền, chỉ là hắn cảm thấy trước mặt cái này một cái nho nhỏ gầy teo thân ảnh căn bản là không chứa nổi nhiều như vậy thức ăn. Nữ hài tử nghe lời này, nàng lập tức không phục đỉnh đỉnh lưng nói ra, ngươi có thể nghi vấn ta những phương diện khác, thế nhưng ngươi không thể nghi vấn ta sức ăn. Ta thật có thể đem ta điểm đồ đặt toàn bộ đều ăn xong. Vừa mới bắt đầu tề lân còn chưa tin, đến phía sau nàng rốt cuộc tin, bởi vì hắn phát hiện nữ hài tử ăn xong những vật này là không có chút nào cố sức. Ăn được cuối cùng, nữ hài tử thậm chí còn có một ít chưa thỏa mãn. Tề Lân chứng kiến đối phương có chút lưu luyến không rời, nhìn lấy Long Hà sát bộ dạng, hắn do dự một chút đối với đối phương hỏi có muốn hay không ta sẽ cho ngươi điểm một phần tôn hùng. Nữ hài tử mặc dù có chút không bỏ được cáo biệt tôn hùng, thế nhưng nàng vẫn là quả quyết lắc đầu, không được, hải sản không thể ăn nhiều lắm, bằng không rất dễ dàng đau nhức gió, hơn nữa ta gần nhất đang ở giảm béo đâu. Tề Lân nghe nói như thế, hắn trầm mặt, hắn cho là ăn phần nhiều là ở đối phương đang ở giảm bớt ăn mạnh điều kiện tiên quyết. Ngươi thực ngưu. Trầm mặt hồi lâu, Tề Lân cho ra đánh giá này. Nữ hài tử chứng kiến Tề Lân vẻ mặt không biết nên làm sao biểu đạt dáng dấp, nàng nhịn không được ha ha phá lên cười. Dọc theo con đường này đều là Tề Lân đang trêu chọc nàng, thật vất vả có cơ hội đùa Tề Lân, nàng đương nhiên muốn một lần cười đủ. Hai người cơm nước xong, bọn họ ở nhà hàng nghỉ ngơi một cái phía sau, nữ hài tử đối với Tề Lân hỏi chúng ta đây muốn lúc nào trở về a. À? Nghe được cô gái câu hỏi, Tề Lân trực tiếp đối với nữ hài tử hỏi ta nghe ngươi ngươi nghĩ lúc nào trở về thì lúc nào trở về nữ hài tử vốn là cho là mình sẽ rất muốn bây giờ đi về thế nhưng nàng phát hiện cũng không phải là nghe được tề lân lời nói nàng phản ứng đầu tiên là ở nơi đây ở lâu vài ngày bởi vì hắn vẫn là người sinh viên đại học bây giờ là ngày nghỉ sở dĩ còn nhiều mà thời gian nếu như có thể ở chỗ này ở lâu hai ngày lời nói nàng đương nhiên vui vẻ bằng không chúng ta sẽ ở nơi đây đợi hai ngày tề lân cũng không có ý kiến gì vừa lúc hai ngày này hắn vốn chính là muốn giải sầu một chút cái kia ngươi chờ một chút muốn đi nơi nào chơi sao vừa nghe đến muốn ra ngoài chơi nữ hài tử bắt đầu hưng phấn nàng sau khi suy nghĩ một chút trả lời nói ra bằng không chúng ta đi bơi đây là một cái phi thường đột nhiên ý tưởng nữ hài tử cũng không biết vì sao chính mình lại đột nhiên muốn đi bơi nàng cũng không có mang áo tắm nhưng nàng chính là muốn cùng tề lân cùng đi tề lân không do dự cũng đồng ý hai người đều không có mang áo tắm vì vậy bọn họ đi trước tiệm bán quần áo mua áo tắm nơi đây gần nhất địa phương là thương trường bọn họ cho rằng thương trường bên trong chắc chắn có áo tắm vì vậy hai người bọn họ trực tiếp đi trong thương trường kết quả áo tắm còn không có chứng kiến nữ hài tử đã bị còn lại y phục hấp dẫn lực chú ý nàng bắt đầu nâng lên y phục tề lân không nói không rằng liền yên lặng theo nàng nhìn lấy nàng chọn y phục nữ hài tử chọn xong y phục sau đó bây giờ là chuẩn bị đào điện thoại di động trả tiền kết quả nàng ở đào điện thoại di động thời điểm tề lân cũng đã đem mình thẻ đưa tới theo ta đi ra ngươi còn muốn lấy tiền nữ hài tử nghe được tề lân chế nhạo lời nói nàng đỏ mặt nói với tề lân không cần như vậy ta không cần bỏ ra tiền của ngươi tự ta có tiền tề lân vuốt mặt của cô gái nhiều lần xoa nắng vài cái phía sau trả lời nói ra ta biết ngươi có tiền nhưng nếu là ta mang ngươi đi ra chơi ta đây thì sẽ không thế để cho ngươi trả thù lao trước sân khấu nhân viên thu ngân động tác rất nhanh chưa được vài phút liền đem thẻ soát xong đối phương lễ phép đem thẻ lui về cho tề lân phía sau tề lân liền mang theo cái túi chuẩn bị hướng còn lại trang phục khu đi tới hai người mục đích chủ yếu nhất là mua áo tắm cửu. Chương 867, ngươi muốn ở bên trong chọn một bộ A. Mới vừa bọn họ đã mua thứ khác, lại mua một ít gì đó nên không buông được, vì vậy bọn họ lần này thẳng đến mục đích. Trong thương trường có chuyên môn bán áo tắm khu vực, khu vực có phần nam nữ, tề lân cũng không có mang áo tắm, sở dĩ hắn trước hết đi cho mình chọn một thân. Hắn đối với áo tắm không có yêu cầu gì, vì vậy tùy ý chọn một bộ liền mang đi. Đối với người ta mà nói là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, với hắn mà nói chính là y phục dựa vào hắn, dù sao mặc kệ hắn mặc quần áo gì, cũng có thể đem y phục mặc ra không đồng loại hình xoái. Bởi vì hắn mua đồ bơi tốc độ thật sự là quá nhanh, sở dĩ chờ hắn mua cho tới khi nào xong thôi, Trần Mạng còn không có mua xong đâu. Hắn chờ ở bên ngoài một hồi phía sau, vẫn là đi vào tìm Trần Mạng. Trần Mạng đang ở mấy bộ áo tắm trước mặt cuốn quyết, nàng không biết hẳn là tuyển trạch cái nào một bộ. Vốn là nàng còn tưởng rằng một nhà này thương trường cũng sẽ không có gì để nhìn áo tắm, kết quả không nghĩ tới một nhà này trong thương trường áo tắm loại hình rất nhiều. Bất kể là loại nào loại hình đều rất tốt xem, Trần Mạng chứng kiến cái này vài món áo tắm, nàng lập tức yêu thích không buông tay. Thế nhưng cái này vài món đồ bơi giá cả đều rất đắt, nàng luyến tiếc toàn bộ đều mua lại, hơn nữa nàng cũng không khả năng mặc như vậy nhiều món. Vì vậy nàng chỉ có thể ở cái này vài món áo tắm bên trong tuyển rạch một bộ, nhưng nàng hiện tại đã tuyển 10 phút, vẫn là không chọn được. liền tại nàng đem lông mi nhíu thật chặt thời điểm, nàng nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến còn không có chọn xong sao? Trần Mạng nghe được thanh âm, nàng lập tức quay đầu, sau đó nàng liền thấy Tề Lân đứng trước mặt mình. Nàng nghi ngờ đối với đối phương hỏi ngươi nhanh như vậy liền mua xong rồi sao? Tề Lân cười đối với đối phương trả lời nói ra, đương nhiên, ta mua quần áo thông thường đều tương đối tùy tiện. Trần Mạng nhìn Tề Lân liếc mắt, nàng cũng cảm thấy vậy. Tề lân vóc người này mặc kệ mặc cái gì áo tắm cũng có thể chèn ép đi ra vóc người của nàng. Nàng nghĩ tới đây hít một khẩu khí, ta đều không biết hẳn là chọn cái gì áo tắm cái này mấy bộ quần áo ta đều rất yêu thích, thế nhưng ta lại không thể đủ mặc như vậy nhiều món. Trần mạng của kết nguy, thấy được nàng của kết không được dáng vẻ, tề lân thuận miệng nói ra, ngươi đã như thế thích cái này mấy bộ, cái kia trực tiếp đem cái này mấy bộ mua lại không phải tốt. Coi như ngươi bây giờ xuyên không được, ngươi về sau cũng có thời gian xuyên, cũng không phải là chỉ có thể xuyên một bộ áo tắm. Trần mạng nghe nói như thế, nàng lắc đầu nói ra, thôi được rồi, mua nhiều như vậy món áo tắm, thật sự là quá xa xỉ. Nàng sau khi nói đến đây, trên mặt đột nhiên đỏ lên, cả người cũng biến thành ấp a ấp úng. Đủ tề lân, ngươi thích bộ nào à? Vừa mới bắt đầu tề lân còn chưa phản ứng kịp, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, trần mạng mặt cùng cái cổ toàn bộ đều đỏ. Trần mạng không có nghe được tề lân trả lời, nàng cái này nhân loại lại tương đối xấu hổ, vì vậy nàng một lần nữa mở miệng muốn đem lời nói mới rồi rút về. Kết quả nàng còn chưa mở miệng nói, tề lân liền đối nàng trả lời nói ra, kỳ thực ta cảm thấy đều thật đẹp mắt, chỉ cần xuyên ở trên thân thể ngươi, mặc kệ một kiện kia áo tắm đều rất tốt xem trần mạng nghe lời này nàng lại là một trận mặt đỏ nàng cảm thấy tề lân thật sự là quá rẻ lời tâm tình một bộ một bộ tới nàng thật sự là chống đỡ không được Thái khái vậy ngươi muốn ở bên trong chọn một bộ chứ tề lân không có nét mực hắn tỉ mỉ nhìn trước mặt vài món áo tắm phía sau chọn trúng một món trong đó trần mạng chứng kiến tề lân chọn trúng cái kia nhất kiện áo tắm ánh mắt của nàng đều muốn trừng ra ngoài ngươi chọn món này tề lân lựa chọn cái kia nhất kiện áo tắm vải vóc tương đối ít thuộc về gợi cảm loại hình áo tắm. Trần Mạng không nghĩ tới Tề Lân sẽ chọn món này, dù sao nàng cho tới nay đều là thuộc về khả ái loại hình. Cũng không phải là bởi vì nàng tướng mạo khả ái, mà là bởi vì nàng ưa khả ái kiểu cách, nàng còn chưa từng có thử qua loại phong cách này y phục nàng mới vừa sở dĩ sẽ đem một bộ này xếp vào sàn chọn trong phạm vi, là bởi vì nàng muốn đột phá phong cách của mình, dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nàng nghĩ tại Tề Lân trước mặt biểu hiện lớn mật một điểm. Chứng kiến Trần Mạng kinh ngạc như vậy bộ dạng, Tề lân đối nàng nói ra, thật ra thì vẫn là nhìn ngươi thích, ta thực sự đều có thể. Ngươi nếu như không thích, cũng có thể chọn khác, hoặc là toàn bộ đều mua lại. Trần Mạn trầm mặt không nói lời nào, một lát sau phía sau, nàng vẫn là đem sở hữu áo tắm toàn bộ đều cầm tới tính tiền. Tề lân đem sở hữu áo tắm toàn bộ đều tính tiền phía sau, bọn họ liên đi rồi bể bơi. Trần Mạng vốn đang cho rằng Tề lân biết mang nàng đi một cái bên ngoài bể bơi, kết quả không nghĩ tới là một cái bên trong phòng bể bơi hơn nữa bể bơi ngoại trừ hai người bọn họ cùng một cái mang theo công việc của bọn họ nhân viên ở ngoài không có một bóng người ngươi là đem cái này một cái sân bãi bao hết sao ở phải thay đổi y phục phía trước trần mạng nhỏ giọng đối với tề lân hỏi tề lân đối với trần mạng gật đầu hắn quay đầu hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi muốn làm cho những người khác cùng chúng ta du lịch sao trần mạng không chút do dự lắc đầu người quá nhiều nàng sẽ một chút hứng thú cũng không có tề lân y phục rất nhanh thì đổi xong hắn áo tắm chỉ là nhất kiện quần, sở dĩ hắn chỉ dùng ngủ phút liền đổi xong. Mang lên lặng kính cùng mũi kẹp phía sau, tề lân nhảy vào trong hồ bơi. Hắn ở trong bể bơi đợi mười mấy phút, còn không có chứng kiến Trần Mạng đi ra. Hắn có chút bận tâm nhíu mày một cái, hắn cho rằng thay quần áo tối đa cũng cũng chỉ cần 15 phút, nhưng là bây giờ đối phương đều đã ở trong phòng thay quần áo đợi 20 phút, tề lân cảm thấy đối phương rất có thể là đã xảy ra chuyện, vì vậy hắn từ bể bơi đi ra, hướng trong phòng thay quần áo đi tới. Lúc này trong phòng thay quần áo, Trần Mạng đang ở cuốn quyết muốn không phải đi ra ngoài. Trên thực tế nàng cũng sớm đã đổi xong áo tắm, chỉ bất quá nàng không dám đi ra ngoài mà thôi. Nàng thay áo tắm biến là tề lân chỉ vào bộ kia, nàng vốn là không nghĩ mặt, nhưng nhìn đến một bộ kia áo tắm, nàng quỷ thần xui khiến liền mặt vào. Đợi nàng phản ứng lại thời điểm, nàng đều đã xuyên xong. Nàng ở trong phòng thay quần áo của kết chừng 10 phút đồng hồ, nàng một mực tại cuốn quyết chính mình đến cùng muốn hay không đi ra ngoài. Nàng chưa từng có thử qua loại hình này y phục, hiện năm ba ở mặt vào áo tắm có một loại phi thường không thích ứng cảm giác. Liền tại Trần Mạng tiếp tục củ kết thời điểm, hắn nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Ai nhỉ? Nghe được Trần Mạng từ trong nhà truyền tới câu hỏi, Tề Lân yên tâm. Không có việc gì, ta xem ngươi lâu như vậy không có đi ra, còn tưởng rằng ngươi ở đây bên trong đã xảy ra chuyện, không có việc gì liền được. Trần Mạng nghe lời này, nàng hoảng hoảng trương trương mở cửa đi ra ngoài nói ra, không có việc gì, ta chính là thay quần áo biết đổi tương đối chậm. Tề Lân ở đối phương mở cửa phía sau, trước tiên chú ý tới trên người đối phương áo tắm, trên người đối phương áo tắm đúng là hắn ngày hôm nay chỉ bộ kia, hắn cười không ra tiếng một cái. Trần Mạng chứng kiến nụ cười của hắn vốn là hơi nghi hoặc một chút, cúi đầu thấy trên người mình mặc áo tắm sau đó, nàng liền lập tức minh bạch tề lân vì sao cười. Chương 868, tối hôm nay muốn đi ta bên kia ngủ sao? Trần Mạng lấy tay che mặt mình, thật giống như như vậy thì sẽ không mất thể diện giống nhau. Tuy là Trần Mạng rất xấu hổ, thế nhưng nàng không có muốn trở về thay quần áo ý tứ. Đi thôi tề lân nói xong câu đó phía sau hắn nắm trần mạng tay hướng trong bể bơi đi tới trần mạng đã thật lâu không có lội qua lặng, lần trước bơi vẫn còn ở ba năm trước đây lúc đó nàng là bị bằng hữu của mình kéo đi thể nghiệm cái kia thời gian có nhân giáo nàng bất quá nàng không biết mình hiện tại vẫn sẽ hay không bơi chứng kiến bọn họ có chút cẩn thận từng ly từng tí run sợ trong lòng dáng vẻ tề lân tề lân đối với trần mạng hỏi ngươi không biết bơi sao trước khi tới hắn cũng không hỏi qua đối phương cái này một vấn đề bởi vì đây là đối phương đề nghị sở dĩ hắn chuyện đương nhiên cho rằng đối phương là hội. Hiện tại xem ra, phán đoán của hắn khả năng sai rồi. Nghe được tề lân câu hỏi, Trần Mạng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái trả lời nói ra, ta lội qua, chính là không quá thuần thục. Tề lân nghe được một câu nói này, hắn yên lặng ngắn mũi một cái, sau đó hắn nhảy xuống bể bơi, vào bể bơi sau đó, hắn đi từ từ đến rồi Trần Mạng bên cạnh. Ta tới dậy ngươi. Trần Mạng mặt vừa đỏ, mặt của nàng luôn là phản phản phục phục, đỏ lại bạch, trắng lại 28 hồng, nàng nghe xong tề lân lời nói phía sau mà bắt đầu thử xuống nước đợi nàng thành công xuống nước tề lân cũng không gấp dậy nàng mà là để cho nàng trước dựa theo phương thức khi trước bơi quả nhiên đối phương không biết bơi liền tư thế cũng không quá quan tâm chuẩn xác tề lân chứng kiến đối phương không chính xác tư thế hắn trực tiếp lấy tay lôi kéo đối phương tay nói ra tay nắm thả lỏng đánh một mạch sau đó đem đầu bỏ vào trong nước trần mạng dựa theo tề lân giáo dục từng bước từng bước làm từ từ nàng cả người thân thể cũng bắt đầu nổi lên tề lân giáo dục là tay bắt tay vừa mới bắt đầu trần mạng còn đặc biệt khẩn trương khẩn trương hô hấp dồn dập tim đập nhanh hơn đến phía sau loại tình huống này bắt đầu hóa giải bởi vì trần mạng toàn thân toàn ý đầu nhập ở tại cái này một hạng vận động bên trong rốt cuộc dùng tiêu chuẩn tư thế du xong toàn bộ hành trình nàng thoải mái ra khỏi bể bơi xem ra bơi thật là một hạng vận may di chuyển chờ ta sau khi trở về ta nhất định phải là một tấm thẻ năm nghe được lời của đối phương tề lân cười đối với đối phương hỏi xem ra trường học các ngươi phụ cận có bể bơi trần mạng gật đầu hồi đáp dĩ nhiên trường học của chúng ta phụ cận trên cơ bản cái gì cũng có dù sao trường học của chúng ta nhiều người rất nàng nói nói mà bắt đầu nói đến chính mình trường học sự tình tề lân ở bên cạnh nghe cũng không có mảy may sốt ruột trần mạng sau khi nói xong phát hiện mình nói có điểm quá mê ly nàng có chút ngượng ngùng nói với tề lân thật xin lỗi a à, vẫn luôn là ta đang nói chuyện của mình ngươi nên nghe được rất phiền a à. tề lân cười đến công ánh mắt đương nhiên sẽ không ngươi nói sự tình đều rất có ý tứ nếu như ngươi nguyện ý có thể vẫn cứ như vậy nói tiếp, ta sẽ rất nguyện ý nghe. Trần Mạn trong nháy mắt cảm giác lòng của mình lại bị đánh trúng, nàng sâu hô hút một khẩu khí, phát hiện bộ dáng như vậy vẫn là không có biện pháp chậm lại chính mình tăng nhanh tim đập. Vì để cho mình khuôn mặt chẳng phải hồng, chỉ có thể lại một đầu đâm vào trong bể bơi. Chứng kiến đối phương đần như vậy kém cỏi bộ dạng, tề lân nhỏ giọng nở nụ cười, cũng xuống đi cùng theo một lúc bơi lội. Bơi xong, hai người bọn họ tứ chi tiếp xúc biến đến nhiều hơn, vừa mới bắt đầu chỉ là dắt cái tay đến phía sau hai người bọn họ khoảng cách thân mật hoàn toàn thiếp với nhau có đói bụng không bơi một buổi chiều tề lân cảm thấy đối phương thể lực hẳn là đã tiêu hao hết quả nhiên trần mạng bụng đói cũng bắt đầu gọi thật là đói chúng ta đi ra ngoài tìm một chút ăn a à. tề lân ôn nhu không ứng tiếng thuận tiện đem trần mạng trên mặt tóc cho quét mở trần mạng cảm giác lòng của mình lại bị đánh trúng tề lân đối nàng thật sự là quá ôn nhu nàng hoàn toàn không có chống đỡ năng lực hai người đi bể bơi phụ cận một nhà hàng ăn một bữa cơm ngọt ngào thời gian luôn là chợt lóe lên bọn họ cảm giác mình rõ ràng không có chơi bao lâu trời liền đã tối trở về tử điếm phía sau tề lân liền đối với trần mạng hỏi tối hôm nay muốn đi ta bên kia ngủ sao trần mạng khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên nàng không có cự tuyệt gật đầu lại là một đêm ngày thứ hai hai người nằm ì vô lại đến trưa sau khi tỉnh lại bọn họ cũng không lập tức xuống giường mà là ở bên trong phòng điểm một phần khách phòng phần món ăn sau đó ở bên trong phòng ăn cơm cơm nước xong, thời gian lại đến buổi chiều. Hai người ở bên trong phòng thảnh thơi thảnh thơi, Trần Mạng nhìn thoáng qua khí trời bên ngoài, nàng cảm thấy thời tiết như vậy không đi ra ngoài chơi, thật sự là quá thua thiệt. Vì vậy nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tề Lân hỏi chúng ta muốn đừng đi ra ngoài chơi. Tề Lân Mạng bất kinh tâm gật đầu hỏi có thể nha, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Trần Mạng hưng phấn mà đem trên tay mình mới tìm được video đưa cho Tề Lân. Xem, đây là ta mới vừa soát đến video, đây chính là đua xe. Hoặc nhìn lên cũng rất khóc chứng kiến bọn họ như thế dáng vẻ hân phấn tề lân trực tiếp đối với trần mạng hỏi ngươi có phải hay không muốn đi đua xe quán trần mạng kích động gật đầu nàng vẫn rất muốn đi đua xe quán thử một lần nhưng bởi không có cơ hội này cho nên nàng chưa từng đi tề lân suy nghĩ một chút lại đem bắt tay vào làm ở trên video nhìn thoáng qua hắn nhất định là chứng mắt cái kia một ít đua xe quán cũng không phải là những thứ kia đua xe quán lắp đặt thiết bị không tốt vừa vặn tương phản chính là bởi vì đua xe quán lắp đặt thiết bị quá tốt lại tăng thêm quá an toàn, đưa tới hắn không có hứng thú gì. Hắn cảm thấy đua xe bản thân liền là một cái kích thích tính hoạt động, nếu đều đã tìm kiếm 707 kích thích, vậy khẳng định là muốn hướng kích thích hơn phương hướng phát triển. Sở dĩ hắn chưa từng có đi qua đua xe quán, mà là đi hoang dại đường đua. Ngươi muốn xem đua xe nói, ta biết nơi này có mấy cái hoang dại đường đua, nếu như ngươi nếu như nguyện ý đi với ta, ta có thể dẫn ngươi đi trần mạng làm sao có khả năng không muốn, nàng chính là muốn cùng Tề Lân cùng đi ra ngoài chơi, mặc kệ đi nơi nào nàng đều cam tâm tình nguyện. Tề Lân đem Trần Mạn dẫn tới ngoại ô hoang dại đường đua, như loại này bắt đầu thi đấu xe con đường phải muốn mở ở vùng ngoại ô mới được. Bởi vì một ngày có đường người, rất có thể biết không cẩn thận xảy ra chuyện. Nơi đây tất cả tay đua xe đua xe đều cùng liều mạng giống nhau, nếu như đột nhiên có một người đi đường hoặc là có một chiếc xe đi ra, bọn họ căn bản là không thắng được xe. Vì vậy sở hữu đua xe đạo cơ bản trên đều là thiết trí ở vùng ngoại ô hoặc là nào đó chỗ vắng vẻ. Từ tử điểm đi đến vùng ngoại ô cần hơn 2 giờ thời gian, cũng may hai người bọn họ đêm qua không chút ngủ ngon, vừa vặn có thể dùng cái này hơn 2 giờ thời gian ngủ bù. Chờ bọn hắn lúc tỉnh lại, xe mới vừa dừng lại. Tề tổng, đến nơi rồi. Nghe được nói, tề lân từ trong cổ họng nhàn nhạt phát ra một tiếng ân sau đó hắn liền đánh thức Trần Mạng. Trần Mạng còn buồn ngủ mở mắt, nàng nhìn thấy tề lân thời điểm sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía hỏi chúng ta đã đến sao. Chương 869, ngươi sẽ không giống như ta là học sinh A. Tề lân đối với Trần Mạng gật đầu, sau đó hắn đối với Trần Mạng tiếp lấy nói ra, nơi đây tương đối vắng vẻ, sở dĩ ngươi muốn vẫn theo ta, bằng không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Trần Mạng đương nhiên sẽ không tùy tiện ly khai tề lân, hiện tại đã tiếp cận chạng vạn, nơi đây lại là hoang giao giả ngoại, một ngày đến buổi tối, nàng rất dễ dàng làm mất. Vì an toàn tánh mạng, nàng sẽ không tự ý chung quanh đi dạo. Sau khi xuống xe, trước mặt bọn họ cũng chưa từng xuất hiện đua xe nói, chỉ có một cái biểu thị ngữ. Trần Mạng cảm giác hứng thú nhìn chung quanh, thế nhưng mặc kệ nàng làm sao nhìn cũng không nhìn đến những người khác nàng có chút thất vọng hỏi không phải nói nơi này có hoang dại đường đua sao ta làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì a à? hơn nữa nơi đây liền người đều không có thấy được nàng như thế thất vọng dáng vẻ tề lân cười nói ra ta lại không nói chúng ta đã đến địa phương ngươi theo ta đi là được rồi tề lân sau khi nói xong hắn liền hướng đi về trước trần mạng ở phía sau miếng môi một cái không nói chuyện một lát sau nàng nhịn không được tiến lên dắt tề lân tay phía trước đều là ngươi chủ động dắt tay ta làm sao lần này không phải dắt tay ta rồi hả trần mạng nín sau một lúc lâu rốt cuộc không nín được hỏi nàng muốn nói rất lâu rồi phía trước đều là tề lân chủ động thế nhưng hắn hiện tại cảm giác tề lân đã không có phía trước như vậy chủ động rõ ràng mới chỉ có qua hai ngày thời gian nàng lại có một loại chính mình cũng bị bỏ lại cảm giác tề lân xoay người sờ sờ trần mạng đầu vẻ mặt ôm nhu đối nàng hồi đáp đó là bởi vì ta nghĩ muốn để cho ngươi chủ động qua đây dắt ta tay a cũng không thể cái gì đồ vật đều là ta chủ động ngươi nói đúng a à. trần mạng khuôn mặt lại bắt đầu đỏ nàng cảm thấy tề lân nói thật đúng cũng không khả năng chuyện gì đều nhường tề lân chủ động vì vậy nàng dùng sức gật đầu nói với tề lân tốt vậy sau này theo ta tới chủ động dắt ngươi tề lân cười cười không nói gì hai người hướng càng thêm địa phương vắng vẻ đi sắc trời đã tối hẳn xuống phía dưới hai người bọn họ bởi vì trong tay có đèn pin cho nên mới không có ở nơi này lạc đường mắt thấy hai người bọn họ càng đi càng lệch trần mạng có chút không bị khống chế rung rung một cái nếu như người bên cạnh không phải thế giới thủ phủ quá thật có một loại cũng bị lừa bán cảm giác cảm giác được người bên cạnh đều sợ hãi tề lân nhịn không được cười nói ra làm sao vậy rốt cuộc có hậu tri hậu giác sợ có sợ không ta đem ngươi quẹo nghe được tề lân câu hỏi trần mạng không chút nghĩ ngợi hồi đáp ta đương nhiên không sợ ta vì cái gì phải sợ ngươi đem ta quẹo ta cho ngươi biết ai quải ta ngươi cũng không thể quải ta tề lân cào hứng thú hỏi ồ vì sao kiên trì như vậy cho rằng Trần Mạn vẻ mặt tự hào nói ra phân tích của mình, bởi vì làm loại này quá lớn người bình thường đều thiếu tiền, mà ngươi không thiếu tiền, ngươi là có tiền, hơn nữa ngươi nhiều nhất chắc cũng là tiền. Tề Lân lại nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, hắn phát hiện cùng cô bé này cùng một chỗ cuối cùng sẽ dễ dàng bị đối phương khả ái đến. Trần Mạn bị cười đến khuôn mặt lại bắt đầu đỏ, hai người cứ như vậy vừa nói chuyện, một bên cười đi tới mục đích. Đến lúc đó phía sau, Trần Mạn mới biết được vì sao Tề Lân nói bọn họ mới vừa còn chưa tới chỗ bọn hắn bây giờ trước mặt là chặn một cái lớn vô cùng cửa, mắt trần có thể thấy, nơi này là một cái phi thường lớn hình căn cứ. Trước cửa còn đứng 10 cái bảo tiêu, bọn họ chắc là tới bảo vệ trật tự cùng an toàn. Hai người bọn họ đi tới cửa trụ sở, cái kia một đám bảo tiêu hướng bọn họ cuối mình vái chào, sau đó lại cứ theo lẽ thường làm chuyện của mình đi. Chứng kiến bọn bảo tiêu không có chút nào cản bọn họ, Trần Mạng hỏi bọn họ đứng ở cửa là vì đang làm gì? Chỉ là vì bảo hộ trật tự sao? Bọn họ không nên tới một cái, chúng ta hỏi chúng ta tại sao muốn đi vào đi vào đang làm gì, có hay không giấy chứng nhận các loại sao. Không trách Trần Mạng hỏi nhiều lắm, chủ yếu là nàng phía trước ở trong kịch TV xem qua tương tự hình ảnh, sở dĩ liền luôn cảm thấy một dây kế tiếp chung hội bị người muốn giấy chứng nhận. Kết quả không có nghĩ đến cái gì đều không phát sinh, nhân gia cho bọn hắn cúi mình vái chào phía sau liền đi. Chứng kiến Trần Mạng vẽ mặt tiếc nuối thần tình, tề lân cười hồi đáp, vốn là cần, nhưng là bởi vì ta là VV vip khách nhân, sở dĩ bọn họ sẽ không ngăn chúng ta nếu như ngươi muốn có loại này thể nghiệm nói chúng ta cũng có thể đi trở về đi để cho bọn họ cản chúng ta trần mạng làm sao có khả năng làm như thế chuyện mất mặt nàng nhỏ giọng nói với tề lân ta mới không cần trở về trở về thật sự là thật mất thể diện chúng ta đi nhanh lên đi tề lân lại bắt đầu cười rồi hai người bọn họ đi tới phía trước phía sau liền thấy không ít giống như bọn họ sang đây xem đua xe người hiện tại trên đường đua đã có mấy cái chuẩn bị tuyển thủ có vài người đã tại đường đua bên cạnh chờ đợi xem chính mình áp bên trong tuyển thủ có thể hay không thắng người trước mặt thật sự là nhiều lắm, Trần Mạng đứng ở phía sau nhìn không quá rõ ràng trước mặt đường đua tình huống, nàng không tự chủ được nhíu. Chứng kiến Trần Mạng nhíu, Tề Lân lấy tay nhẹ nhàng mà xoa bóp một cái ni tâm của nàng, sau đó đối nàng nói ra, ở chỗ này xem chúng ta nhất định là không thấy được, ngươi theo ta qua đây. Tề Lân nói xong, hắn liền đem Trần Mạng mang đi lầu 2, lầu 2 là một cái lớn vô cùng phòng nghỉ. Đến rồi trong phòng nghỉ, trước sân khấu lập tức lại là chuyển thủy lại là hỏi nhu cầu. Tề Lân cùng Trần Mạng hai người cho thấy không cần loại phục vụ này phía sau trước sân khấu lui xuống. Nơi này có một cái triển vọng đài, chờ một chút bọn họ khi xuất phát, có thể từ nơi này nhìn nhất thanh nhị sở. Trần Mạng từ lầu 2 nhìn xuống, ở phía dưới thời điểm, nàng không có cảm giác gì, đợi đến đứng ở lầu 2, nàng mới phát hiện người nơi này là thật rất nhiều. Nơi đây mỗi ngày người đều nhiều như vậy sao? Tề Lân sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, cái kia cũng không có, phía trước người mặc dù không thiếu, thế nhưng không có ngày hôm nay nhiều như vậy khả năng là bởi vì bọn hắn cơ bản đều nghĩ a à, nghĩ không có việc gì muốn làm điểm chuyện kích thích rất bình thường trần mạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng là bây giờ cũng không phải ngày nghỉ thời gian a à. rất cao triệu nhãn tề lân cười ra khỏi một cái má lúng đồng tiền làm sao không phải thì sao ngươi bây giờ không phải là ở nghỉ trần mạng vừa định nhắc tới hai cái làm sao có khả năng giống nhau một cái dân đi làm một cái học sinh loại nhưng lại muốn đem những lời này nói ra khỏi miệng thời điểm nàng đột nhiên ý thức được một khả năng khác tính bọn họ sẽ không giống như ta cũng là học sinh a à. tề lân cũng không có lắc đầu hắn hướng phía trần mạng cười cam chịu trần mạng hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía lầu hai phía dưới lầu hai phía dưới hầu như toàn bộ đều là nam sinh tề lân nhìn lấy mặt của bọn họ rất khó phán đoán bọn họ rốt cuộc là học trung học vẫn là đại học sở dĩ bọn họ mới chỉ có vài tuổi à sớm như vậy cứ tới đây chơi đua xe cũng thật sự là quá nguy hiểm a à. tề lân điểm một điếu thuốc sau đó bắt đầu hút nguy hiểm liền nguy hiểm ngược lại bọn họ tới chỗ này mục đích cũng chỉ có hai cái, đệ một cái vì bài bạc, cái thứ hai chính là vì kích thích. Chương 870, không phải thương hại ngươi, ngươi đã sớm ngủ ngoài đường. Đến rồi địa điểm phía sau, tề lân trực tiếp xuống xe làm cho tài xế đi trở về. Hắn không biết muốn ở bên trong bao lâu, không muốn làm cho tài xế ở cửa đợi không, chờ hắn xoa bóp hết kêu nữa tài xế tới đón cũng không trễ. Cái tiệm này lắp ráp rất cao cấp, trở ra khiến người ta cảm thấy không giống đấm bóp tiệm, giống như một cái tử điếm. Hắn đi vào, thì có một người cao nữ nhân đi ra tiếp đãi hắn. Người tốt, xin hỏi là mấy người?" Tề Lân lấy tay xoa xoa chua xót cái cổ, hắn đối với trước mặt tiếp đãi hồi đáp, "Theo ta một cái người." Trước mặt tiếp đãi nữ sĩ, nghe nói như thế gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, "Ngài là lần đầu tiên tới tiệm chúng ta a." À? "Là như vậy, tiệm chúng ta đâu là một cái phi thường." Liền tại đối phương muốn giới thiệu trong tiệm phục vụ thời điểm, Tề Lân trực tiếp cắt dứt lời của đối phương, hắn đối với đối phương trả lời nói rằng, "Ta hiện tại cũng chỉ muốn xoa bóp." Nếu như ngươi phế nhiều lời như vậy lời nói, ta đây liền trực tiếp đi. Tề Lân thái độ phi thường lãnh đạm, hắn không thích có người nói nhảm với hắn, nếu như tiệm này dịch vụ xoa bóp không tốt, vậy hắn thay đổi một nhà, ngược lại nơi đây lại không ngừng một nhà này xoa bóp tiệm. Sở Dĩ tới đây một nhà xoa bóp tiệm, là bởi vì phụ cận đây liền cái này 127 sao một nhà cao chấm điểm xoa bóp tiệm. Cái này gia xoa bóp điếm phong cách cao lớn vô cùng bên trên, hắn cảm thấy lớn như vậy xoa bóp điếm phục vụ vậy cũng không sai, sở dĩ hắn mới tới cái này gia xoa bóp tiệm. Đối phương không nghĩ tới hắn nói chuyện biết như thế thẳng thắn, nàng nụ cười trên mặt cứng lên một cái phía sau lại lộ ra đắc thể nụ cười. "Tốt, ta minh bạch ý của ngài, hiện tại xin theo ta qua đây." Đối phương đem hắn mang vào một gian phòng riêng phía sau, để hắn ở bên trong trước chờ đợi một hồi, Tề Lân ở bên trong chán đến chết đợi 5 phút đồng hồ, rốt cuộc thấy được một nữ nhân từ gian nhà ngoài cửa vào được. "Ngươi tốt, ngươi chính là Tề tiên sinh sao?" Tề Lân đối với đối phương gật đầu, đối phương chắc là nhân viên phục vụ, trên người mặc là thống nhất chế phục thuận tiện nói một chút ngài trên thân thể đau nhất vị trí sao chúng ta có thể cường điệu giúp ngài giải quyết trên thân thể uể oải bởi vì ngồi xe ngồi thật sự là quá lâu sở dĩ tề lân cổ cùng bả vai đều rất đau nhất liền cổ và bả vai đối phương nhanh chóng hiểu rõ hết nhu cầu của hắn phía sau cũng không nói gì trực tiếp vào tay có thể là bởi vì trước đây đài tiếp đãi đã biết cái gì cảm thấy hắn là một cái không tốt nói chuyện trời đất người vì vậy đè rồi nửa giờ đối phương cũng không nói gì liền tại tề lân nhắm mắt lại hưởng thụ phục vụ thời điểm Bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm huyên náo. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có bị ảnh hưởng đến, bởi vì hắn ở bên trong bao gian, khó nghe đến cũng chính là bên ngoài đẩy tiếng huyên náo. Từ từ, thanh âm biến đến càng ngày càng gần, ngoại trừ vội vã tiếng bước chân ở ngoài, còn có tức miệng mắng to thanh âm. Tề Lân cảm giác nhạy cảm đến đang đang vì mình đấm bóp nhân viên phục vụ trên tay cứng lại rồi khoảng khắc, hắn còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, chỉ nghe thấy hắn cửa bị mạnh mẽ đẩy ra. Tiện nhân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhân viên phục vụ tay run một cái, tay từ tề lân trên vai ly khai. Tề lân cao mày quay đầu nhìn thoáng qua, người tiến vào là một người cao hơn một thước bảy nam nhân, bởi vì đối phương tương đối mập, dáng dấp cũng tương đối hung, vì vậy thoạt nhìn lên phi thường không dễ chọc. Chứng kiến đối phương trực tiếp xông vào phòng riêng của chính mình, tề lân trực tiếp đối với bên cạnh nhân viên phục vụ nói ra, phiền phức gọi người đem người này cho ta đuổi ra ngoài. Giờ này khắc này còn lại nhân viên công tác cũng chạy tới, ngoại trừ trước sân khấu nhân viên tiếp đãi ở ngoài còn có bảo an, bọn họ muốn mạnh mẽ đem người bắt đi nhưng nam nhân dường như sớm cũng đã dự liệu đến tràng diện này hắn từ trong ngực của mình móc ra đao đao là dao gọt trái cây chắc là thuận tay từ trong nhà nhét toàn bộ các ngươi đều đừng tới đây các ngươi dám qua đây ta liền dám động thủ đao thật sự là quá nguy hiểm nam nhân không hề quỷ kế thuận tay loạn vung rất có thể trên người bọn hắn tăng thêm vết thương vì vậy một chốc bọn họ không có bất kỳ người nào dám tới gần nam nhân chứng kiến mọi người đều bị trên tay hắn dao gọt trái cây chấn nhiếp hắn trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý ngươi tiện nhân này lại muốn theo ta ly hôn, ta cho ngươi biết, muốn theo ta ly hôn là vĩnh viễn không thể. Ngươi cho rằng người như ngươi còn sẽ có người có muốn không? Nếu không phải là ta thương hại ngươi, ngươi cũng sớm đã ngủ ngoài đường. Nam nhân trong miệng nói hỗn loạn vô tự lời nói, tất cả mọi người có điểm nghe không hiểu nhiều, nhưng đại gia có thể để ý được rõ ràng quan hệ nhân quả. Sở dĩ người đàn ông này biết chạy đến nơi này nháo sự, là bởi vì trong bao gian nhân viên phục vụ. Tề lân thật sâu hít một khẩu khí đối với bên cạnh nhân viên phục vụ hỏi đây là ngươi nhận biết người sao? Nhân viên phục vụ viền mắt đỏ, nàng có thể là cho rằng điều này thật sự là thật mất thể diện, rõ ràng là nhà mình sự tình, lại bị đến tai trước mặt mọi người. Nữ nhân rất kiên cường, nàng chỉ là đỏ cả vành mắt cũng không có rơi ra nước mắt, nàng đối với Tề Lân gật đầu phía sau lại nói với mọi người, xin lỗi, đây là ta. "Lão công, thế nhưng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ly hôn." Nữ nhân nói đến đây, nàng rồi hướng trước mặt cầm đao nam nhân nói ra, "Đừng ở chỗ này quấy rối ta công tác, bọn chúng ta một cái đi ra ngoài đàm luận." Nam nhân cười lạnh một tiếng trả lời nói ra, "Công tác công tác của ngươi chính là hầu hạ nam nhân là a ta cho ngươi biết ta đã sớm biết ngươi cái này công việc không sạch sẽ nếu không phải là ta ngươi cảm thấy ai sẽ chịu được ngươi cái này một phần không sạch sẽ công tác nữ nhân nắm chặt nắm tay nàng mỗi chữ mỗi câu đối với nam nhân trước mặt trả lời nói ra ta mỗi một phân tiền đều là tự ta tân tân khổ khổ dùng hai tay của ta kiếm chuyện mắc mớ gì tới ngươi ngươi mỗi ngày chỉ biết trộn tiền của ta đi đổ trong nhà tiền toàn bộ đều bị ngươi thu sạch ta nghĩ muốn cùng ngươi ly hôn có vấn đề gì không sở hữu ở bên cạnh người náo động bất quá bọn họ đều đối với chuyện nhà của người khác không có hứng thú gì nơi đây dù sao cũng là công tác trường hợp một ngày nơi đây có vấn đề gì gặp họa hay là bọn hắn những công việc này nhân viên nam nhân dùng sức đạp một cái ngăn tủ trực tiếp đem ngăn tủ đạp té trên mặt đất con mẹ nó ngươi nói cái gì cái gì gọi là ta trộn tiền của ngươi tiền của ngươi không phải chính là ta tiền hơn nữa ta đó là vì tương lai của chúng ta chỉ cần ta thắng hai cục ta có thể phiên bàn tề lân vẫn là giống nhau nửa nằm trên ghế Nghe được nam nhân nói, hắn ở bên cạnh chen vào nói nói ra, có thể ngươi vĩnh viễn cũng không thể có lật bàn cơ hội, không phải vậy ngươi cũng sẽ không hướng bên trong càng dựng càng nhiều. Nam nhân hung tận quay đầu nhìn chầm chầm Tề Lân, chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Ta biết rồi, hai người các ngươi chẳng lẽ tốt ở cùng một chỗ a. À? Ta liền biết, ngươi nghĩ ly hôn là bởi vì ngươi ở bên ngoài có nam nhân khác. Còn lại nhân viên công tác đã nghe không vô, bọn họ muốn hãy mau đem nam nhân kéo đi địa phương khác.